Thưa quý vị và các bạn, sau chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu gom và khắc phục triệt để các điểm tồn lưu rác trên các tuyến đường và trên dọc tuyến đê tả cầu, huyện Hiệp Hòa đã vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo các xã thành lập các tổ đội thu gom, xử lý rác, đồng thời yêu cầu các địa phương ký cam kết và quy trách nhiệm người đứng đầu trong việc thu gom và xử lý triệt để rác thải vùng nông thôn, từ đó hướng đến mục tiêu trả lại sự trong lành cho các xóm làng. Sau gần 2 tháng thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Hiệp Hòa đã vào cuộc quyết liệt chỉ đạo các xã Bắc Lý, Hương Lâm xử lý triệt để tình hình rác thải ven tuyến đường vành đai 4. Hiện bãi rác thải của xã Bắc Lý không còn xảy ra tình trạng tràn ra đường và bãi rác thải của xã Hương Lâm cũng đã được xử lý cơ bản. Kết quả này là các địa phương đã xử lý triệt để, không còn cái điểm tồn lưu rác không đúng quy định. Và các địa phương đến thời điểm này thì huyện đã chỉ đạo là trước chỉ thị 17, Hiệp Hòa còn tồn tại là có 19 thôn là chưa bố trí được điểm tập kết rác. Đến nay là đã bố trí còn một thôn Gò Pháo, Hà Thịnh. Đấy là đang chỉ đạo quyết liệt trong đầu tháng 7 sẽ xử lý bố trí xong cái điểm này. Cùng với các điểm tồn lưu rác dọc tuyến đường vành đai 4, rác thải trên dọc tuyến đê tà cầu thuộc địa phận xã Mai Đình tồn lưu từ rất nhiều năm nay cũng đã được giải quyết. Kết quả này là do xã đã chủ động thành lập được tổ thu gom, xử lý môi trường, cùng đó là xây dựng được một số bãi rác thải tạm thời. Vì thế, rác thải đã được đưa về khu vực tập kết tạm thời, thay bằng việc vứt tràn lan dọc mái đê như trước đây. Đối với lực lượng công an xã, cán bộ môi trường của xã là bắt và xử lý đối với những các đối tượng mà cố tình xả thải ra tại các cái vị trí điểm nêu trên. Do vậy, đến tại thời điểm này, thì đối với trên địa bàn xã là có 10 thôn và đã xây dựng được 10 bãi thu gom rác thải ở tại các thôn. Thời điểm này, dù số lượng rác thải phát sinh nhiều hơn so với trước khoảng 8 tấn trên một ngày, song việc thu gom lại tăng gần 11 tấn, đạt 87% tổng lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Bên cạnh đó, toàn huyện đã có 10 trên 24 xã xây dựng được bãi tập kết rác, 164 trên 165 thôn đã xây dựng xong điểm tập kết rác, tăng 18 điểm, tổ vệ sinh môi trường thành lập tại 100% số thôn. Nhờ vậy, đã giảm thiểu tối đa rác thải tồn lưu và vứt ra ngoài môi trường. Ủy ban huyện đã chỉ đạo với các thành viên ủy ban huyện và các đồng chí chủ tịch ủy ban xã trấn là hàng tuần là đi kiểm tra cái việc tồn lưu và nghiêm cấm cái việc mà đổ rác thải không đúng quy định trên các tuyến đê và các tuyến đường và các nơi công cộng, và phải triệt để về việc thực hiện cái việc mà vận chuyển và xử lý rác đúng cái điểm tập kết của địa phương đã bố trí. Tuy nhiên, trên thực tế, các bãi rác thải của các xã đang trong tình trạng quá tải, không thể xử lý dứt điểm, dẫn đến tồn lưu rác tại đây, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhất là khu vực nông thôn. Trước thực tế này, huyện Hiệp Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã nâng cấp hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của thôn xã, triển khai đồng bộ các giải pháp để trong thời gian tới khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện có hiệu quả chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch 58 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu gom xử lý triệt để rác thải ra môi trường.